xin lỗi chị, để em lo cho chị ạ. Đừng động vào người tôi. Cô ơi, quá đáng rồi đấy. Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Là Dung à? Bạn học cùng tôi ngày xưa đây đúng không? Bao nhiêu năm như thế mà cô vẫn ăn nói như một đứa thất học ấy nhở? Mày hở một tí là đánh người, cô còn chiêu nào khác nữa không? Một đứa nghèo hèn đến cơm không có mà ăn thì lấy tư cách gì nói chuyện với tôi chứ? Cô muốn đền váy đúng không? Được, tôi đền cho cô. Đủ chưa? Chị không sao chứ? Không sao. Sao cô lại ở đây? Đây là Dung, người phụ trách phần hợp tác giữa công ty chúng ta. Nếu cô cảm thấy tôi không xứng thì chúng ta có thể hủy bỏ lần hợp tác này mà. Lan, cô thôi đi. Chào anh Tân, tôi là Dung, phụ trách hạng mục lần này. Nếu mà có gì khó khăn thì anh cứ liên hệ với tôi. Kể cả tôi gặp bất kỳ một khó khăn nào, cô cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi. Đây là bản đồ án mà bên phía chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Anh xem qua, nếu có gì không vừa ý thì cứ góp ý với tôi. Chỗ này là như nào? Chỗ này là chúng ta sẽ xây một nguồn vốn chung. Khi cần thiết thì sẽ lấy ra để sử dụng mà không cần phải xin phép trước. Anh Tân, anh có đang nghe tôi nói không đây? Cô cứ tiếp tục đi. Trên đây là toàn bộ kế hoạch của tôi. Nếu mà có gì thắc mắc thì anh có thể liên hệ với tôi. Mọi việc thì cũng đã xong rồi, tôi xin phép. Bạn đã, lần đầu chúng ta hợp tác, tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn để làm quen chứ hả? Tối nay tôi có việc, tôi không thể đi ăn cơm cùng anh được, tôi xin phép. Anh làm cái gì vậy? Không liên quan đến cô. Dung đã bỏ đi nhiều năm rồi, anh vẫn chưa quên được cô ấy sao? Ơ kìa. Tôi nhớ là hôm nay chúng ta không còn cuộc họp nào nữa. Dung, chúng ta nói chuyện một chút đi. Anh ra ngoài xe đợi tôi. Anh nhớ em nhiều lắm. Cuối cùng thì em cũng về rồi. Anh có biết là anh đang làm cái gì không ạ? Anh... Dung à, chẳng lẽ em không nhớ anh một chút nào sao? Chúng ta kết thúc rồi. Anh không đồng ý. Muốn yêu thì yêu, không yêu thì đá. Em xem anh là thằng ngốc à? Chuyện của chúng ta vĩnh viễn không có kết quả đâu. Tại sao chứ? Tại sao năm đó em rời đi mà không nói với em một tiếng nào? Chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ anh có hỏi chuyện này cũng chả có ý nghĩa gì nữa đâu. Có phải
có người cố ý làm khó em đúng không? Nói cho anh biết đi, anh sẽ xử lý bọn họ. Anh Tân, tôi đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Anh không cần phải cố chấp nữa, tự giải thoát cho bản thân mình đi. Ngày mai anh có một cuộc họp với đối tác, còn chiều mai thì anh tham gia chương trình khai mạc. Tân, anh nghe tôi nói gì không vậy? Anh Tân! Lan này, cô có biết vì sao năm xưa Dung đột nhiên bỏ ra nước ngoài không? Trước nay Dung luôn làm theo ý của mình, không bao giờ nghe ý kiến của người khác. Vậy thì làm sao mà tôi biết được? Đến cô mà cũng không biết à? Tôi khuyên thật, anh nên tránh xa Dung một chút. Dung bây giờ không còn là Dung ngày xưa nữa. Hôm trước tôi gặp Dung đi cùng một người đàn ông lớn tuổi, Dung còn lên mặt và thị uy với tôi. Lịch trình ngày mai gửi hết cho tôi nhé. Anh định làm gì? Tôi phải đến công ty tìm Dung và chuyện hợp tác. Bao giờ anh đi? Tôi đi cùng anh. Ngày mai. Nhưng mà cô ở lại công ty xử lý nốt tài liệu hôm trước còn đọng đi nha. Chỗ hôm trước cô bảo tôi sửa lại rồi đấy. Cô xem lại xem có đúng không? Mới một tối mà anh đã sửa xong rồi cơ à? Tốt lắm. Đột nhiên lao vào phòng tôi đánh người. Anh bị lên cơn đấy à? Cậu ta đứng gần em như thế, chắc chắn là có ý đồ với em. Đừng nghĩ ai cũng giống như cậu. Còn cãi à? Cậu Duy, ra ngoài trước đi. Chuyện này để tôi giải quyết cho. Anh làm lạ đủ chưa? Dục à, cậu ta có ý đồ với em như vậy, mày không nhận ra à? Duy là bạn của tôi, cho dù cậu ta có ý đồ gì thì cũng đã làm sao. Chúng tôi dù có việc gì cũng có liên quan gì đến anh. Cái gì? Không liên quan đến anh sao? Em vạch rõ giới hạn với anh như thế thì bao giờ vậy hả Dung? Giới hạn giữa chúng ta vốn dĩ rất rõ ràng. Nếu như không có lần hợp tác lần này thì có chết tôi cũng không muốn gặp lại anh. Được, em giỏi. Anh muốn làm cái gì? Anh bị điên rồi. Phải, anh điên rồi. Anh đi ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Em thà chọn Duy chứ không muốn quay lại với anh, đúng không? Đi ra ngoài! Được, coi như anh đã nhìn nhầm em. Bản kế hoạch đã hoàn thiện rồi, sang tuần có thể bắt tay sản xuất sản phẩm luôn. Cô còn đang tập trung không đấy? Này. Hả? Anh vừa nói cái gì cơ? Vẫn nhớ đến Tân à? Tình cảm thời thanh xuân đúng là khó quên thật đấy. Không phải là tình cảm thời thanh xuân khó quên, mà là cô không muốn quên Tân. Nếu như còn lưu luyến như thế, tại sao cô không nói sự thật cho Tân biết? Nói ra để làm gì? Để anh ấy tự trách bản thân mình à? Nếu như cô nói sự thật thì hai người còn có khả năng quay lại với nhau. Còn nếu không nói thì cả đời này cả hai người đừng hòng gặp mặt nhau.
Anh không ngăn cản tôi nữa à? Không phải là tôi không ngăn cản, nhưng mà nhìn cô đau buồn như thế, tôi cũng chả vui vẻ gì là mấy. Tôi rất hiểu ý tốt của anh, nhưng mà kiếp này tôi và Tân đã định sẵn là không có duyên rồi. Tại sao cô lại khẳng định như thế? Không có tại sao cả. Sau khi kết thúc dự án này, tôi sẽ ra nước ngoài sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới. Dung này, tôi rất tò mò, không biết làm sao mà cô có thể ngồi lên vị trí này được nhỉ? Có vẻ như mấy năm qua cô đã vất vả rất nhiều rồi. Sao? Cô lại muốn thăm dò gì ở tôi? Không, tôi chỉ muốn thông báo với cô một chuyện tốt thôi. Tôi và anh Tân sắp kết hôn rồi. Hôm đó tôi mời cô tới để làm phù dâu và chúc phúc cho tôi nhé. Chúc phúc thì được, còn làm phù dâu thì thôi. Tôi không muốn lấy cái vía tiểu tam của cô đâu. Này, cô đừng có mà quá đáng, biết chưa? Chó ấy, cũng không tự tiện cắn người như cô đâu. Tôi trả lại cho cô tất cả những cái gì năm xưa cô đã làm với tôi. Hai cô này tranh cãi nhau gì à? Dung nóng tính thật đấy ạ. Tôi vừa mới bảo cô ấy liên lạc với anh nhiều hơn, vậy mà cô ấy đã tát tôi rồi ạ. Biết tôi nóng tính như thế thì đừng có động vào. Cô Lan, lát nữa cô ở lại công ty xử lý nốt phần việc còn lại nhá. Nhưng mà tôi phải tham gia cuộc hẹn cùng anh mà. Không cần đâu, công việc tồn đọng của công ty còn nhiều, tôi và Dung đi được rồi. Đi thôi. Anh định làm gì? Tôi với anh hợp tác đi. Tôi muốn anh làm cho Dung tránh xa Tân. Điều kiện gì tôi cũng phải đáp ứng được. Mùi gì ở đây ấy? Mùi gì? Mùi khốn nạn từ trong xương cốt của cô đấy. Toàn bộ kế hoạch tôi đã nói xong rồi, không biết ý của anh thế nào. Cậu làm gì mà gấp thế? Chúng ta còn chưa ăn cơm mà. Nào, tôi xin phép mời cậu một ly nhé. Dung không uống được bia, tôi sẽ uống thay cho cô ấy. Mời anh. Dung không uống được, nhưng còn tôi thì khác. Tôi mời anh. Anh sao thế? Không lẽ anh không nể mặt tôi à? Tôi đâu dám chứ. Này, anh còn tỉnh táo không đấy? Yên tâm đi, tôi chưa say mà. Anh có chắc không? Nếu bác không tin em kiểm tra đi. Thế thôi, mình đi về. Này, say như thế rồi mà còn giả bộ nữa. Đi. Thank you.
Buông tôi ra. Dung à, em đừng giận anh nữa có được không? Chúng mình quay lại với nhau nhá. Đừng có mà mơ. Chỉ cần em quay trở lại với anh, tất cả mọi chuyện sau này anh sẽ nghe theo sự sắp xếp của em. Anh cho người cầm cái này qua để cho anh Tân ký nhá. Khi nãy tôi gọi điện rồi, bọn họ nói là hôm nay Tân không đến công ty. Nghe bảo là Tân bị bệnh, bệnh rất nặng. Đi đâu? Chúng ta đến nhà để đưa cho anh ta ký. Dung, nghe anh nói đã. Anh có tài liệu quên chưa ký, tôi mang đến để cho anh ký. Anh Tân đang bệnh, không giải quyết công việc đâu, cứ mang nó về đi. Em đến gặp anh, chỉ để đưa cho anh cái này chờ. Anh còn muốn gì nữa? Muốn có người chăm sóc à? Hai người cứ tiếp tục đi. Dung, không sao chứ? Cô Dung, tôi quên chưa nói với cô một chuyện. Tôi và Lan đang yêu nhau và sắp tới sẽ kết hôn. Ngày hôm đó cô nhớ đến chúc phúc nhá. Được. Hôm đấy tôi sẽ đến chúc phúc hai người. Dung! 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 Khổ nạn! Này! Anh làm cái trò gì vậy? Các người còn định hại đời Dung đến bao giờ nữa? Còn là như vậy là cái gì? Chẳng phải cậu luôn thắc mắc tại sao năm xưa Dung lại bỏ đi à? Chính là mẹ của cậu. Bà ta chê Dung nghèo, muốn cậu và Lan yêu nhau, cho nên bà ta đã dùng sự an nguy của bố mẹ Dung để uy hiếp cô ấy, khiến cô ấy rời xa cậu. Cậu nói cái gì? Không thể nào, không thể nào có chuyện như thế được. Bỏ ra, bà ta chê Dung nghèo, muốn cậu và Lan cưới nhau, nhưng mà ta có chết cũng không ngờ được rằng người gây ra cái chết của bà ấy chính là Lan. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Cậu thực sự tin cái chết của mẹ cậu chỉ là tai nạn thôi? Rốt cuộc có chuyện gì nào? Lan thuê người gây tai nạn ra cho bà ấy, rồi giả vờ cứu bà ta. Chỉ là một lần thôi, cô ta đã thủ tiêu được bà ấy, vừa bớt đi được một nỗi lo, vừa khiến anh mang ơn cô ta cả đời. Anh... Cô Lan à, kế hoạch của cô hoàn mỹ lắm, không có một lỗ hổng nào cả. Anh nói dối. Anh Tân, anh phải tin em. Anh ta nói dối đấy ạ. Chắc chắn là Dung bảo với anh ta nói như vậy để chia rẽ tình cảm của chúng ta đấy. Cậu dựa vào đâu để chứng minh tất cả những gì cậu nói là sự thật? Dựa vào đám đó, tôi và Dung chính mắt nhìn thấy Lan đưa tiền cho kẻ gây ra tai nạn. Cậu nói cái gì? Lan còn nói kẻ gây ra tai nạn cầm tiền rồi thì mau trốn đi. Cô ta còn nói sau khi Dung về nước sẽ tiếp tục thuê kẻ đó xử Dung, có đúng không? Anh theo dõi tôi đấy à? Anh với Dung tính làm gì tôi? Muốn vấy bẩn tôi mà dễ sao? Không có bằng chứng thì ai tin các người hả? Tôi! Hành động cô đã chứng minh tất cả những gì họ nói là sự thật.
Tôi cứ nghĩ là cô chỉ nóng tính thôi. Mà không ngờ cô lại là con người dối trá như thế. Các người chê tôi dối trá sao? Vậy các người đã từng nhìn lại bản thân mình chưa? Tôi yêu anh bao nhiêu năm như thế, vậy mà trong lòng anh chỉ có cô ta thôi. Cô ta thì có gì tốt hơn tôi chứ? Vừa nghèo, vừa xấu, nhan sắc bình thường như vậy thì có gì để anh thích chứ? Cô, bởi vì tôi không độc ác giống như cô. Anh thân yêu tôi bởi vì tôi không ích kỷ, không độc ác giống như cô. Chỉ vì cái thứ tình cảm mà cô cho là đúng, cô đã hại đi một mạng người rồi đấy. Rồi, em không sao chứ? Cô Lan, tất cả những cái gì năm đấy cô đã làm với tôi, ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cho cô. Mày, Dung à, thôi em đừng làm như thế. Cứ để cô ta cho cảnh sát xử lý đi. Đúng rồi đấy, cô vừa mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi một chút đi. Vậy thì tôi phiền anh đưa cô Lan đây lên gặp cảnh sát nhá. Cô đi thôi. Ê! Cô. Ê! Dung, anh xin lỗi em. Tất cả là do anh sai. Anh không biết là bao nhiêu năm qua em đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Em không cần phải xin lỗi. Đây không phải là lỗi của anh đâu. Anh xin em, anh cho anh một cơ hội để bên cạnh em. Anh muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em cả đời này, có được không?